106 thiên, ngày 106. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Không có việc gì, không sao, bạn nhận đi, không cần khách sáo như vậy. 没事的，你接吧，不用那么客气。 没, 是, 的, 你, 接, 吧, 不, 用, 那, 么, 客, 气, 没事的, 你接吧, 不用那么客气。 没事的，你接吧，不用那么客气。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đâu có, chỉ biết nói một chút. Nà lì, chỉ huy suy y tiền. Học tập lẫn nhau. 互相学习 Người bản địa Quế Lâm 桂林本地人 Nếu bạn thời gian dài lưu lại Việt Nam 如果你长时间留在越南 Tìm thấy hội quán Tam Thế rồi 找到三世会馆了 Đừng khách sáo với mình nữa 不要再跟我客气了 Hai vị xin đợi chút 两位请稍等 Chất lượng cũng không tệ. Chất lượng cũng không tệ. Cà phê trà xanh và cappuccino. Lùi trà cà phê và cappuccino. Vị rất tốt, rất thơm. 味道很好，很香。Chỉ lớn hơn mình 2 tuổi. 只比我大2岁. Còn chưa biết. 还不知道. Nói chung là. 总之. Trước tiên đem tiếng Việt học tốt rồi hãy nói. Xin bà Việt Nam ngữ xue hào le zai shuo. Ngại quá, xin lỗi. Bù hào yì zi. Nhận điện thoại một chút. Jie yi xia er dian hua. Không có việc gì đâu. Mấy sự的. Mấy sự的.